Vâng, em thêm chợ ô tô Lục Nam Bắc Giang xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Buổi tối ngày hôm nay là 23 tháng 4 các bác nhỉ, 23 tháng 4 em thêm lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang bày bán tại showroom nhé. Chợ ô tô Lục Nam Bắc Giang có địa chỉ tại đường số nhà 643, phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Nhà em thêm giờ chuyển ra thẳng đường quốc lộ 31 các bác nhé. Em thêm chuyển ra thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Quý khách hàng, quý chị tìm kiếm nhà em thêm thì các bác đi thẳng đường quốc lộ 31 đến ngã tư thị trấn Đồi Ngô thì là gần đến nhà em thêm rồi. Nhà em thêm cách ngã tư thị trấn Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng, xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp nhé. Những cái xe mà em thêm báo giá thì có bao hồ sơ rồi nên là khách hàng cũng yên tâm tuyệt đối về các thủ tục pháp lý. Có hỗ trợ banh nếu như quý khách hàng, quý chị mình muốn mua xe trả góp, em thêm sẽ tư vấn về hình thức hỗ trợ banh cho các bác. Lãi suất thì theo mức lãi suất của ngân hàng nên là khách hàng cũng yên tâm về cái mức lãi suất. Xe đẹp chất lượng cao các bác nhé. Nhà em thêm thì phục vụ khách hàng theo gọi là nhu cầu. Các bác muốn xe đẹp chất lượng cao thì em thêm sẽ phục vụ các bác theo giá thị trường nhé. Còn nếu mà xe đẹp rẻ chất nữa thì em thêm hơi khó. Còn nếu mà các bác mà đã thích đẹp chất giá thị trường thì em thêm lúc nào cũng sẵn sàng, vì tất cả xe nhà em thêm đều xe chuẩn về chất lượng. Rất là nhiều những cái mẫu xe khác nhau các bác nhé. Các bác mà quan tâm số tự động hay số sàn, hoặc là quan tâm cái tầm phân khúc tiền nào thì quý khách hàng, quý anh chị nhấc máy alo cho em thêm theo số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111. Cả hai số đều có Zalo, quý khách hàng, quý anh chị có thể kết nối Zalo số nào cũng được nhé. Hoặc là quý khách hàng, quý anh chị mình muốn xem kỹ về các mẫu xe ấy, xem kỹ từ gầm bệ máy số, thì quý khách hàng, quý anh chị có thể vào kênh YouTube hoặc là vào kênh fanpage này cũng có nhé, em thêm có đăng ảnh. Còn YouTube em thêm quay video tất cả những cái mẫu xe đang bày bán tại showroom, là có video chi tiết từng mẫu xe. Quý khách hàng, quý anh chị vào xem cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Em chào anh Ninh Công Tử. Accent tự động em thêm có 2019 bản tiêu chuẩn nhá, màu đỏ ạ. Đấy, Kia Solo Tu này, tầm phân khúc vừa tiền. Vừa tiền hơn 300 em thêm có Kia Solo Tu nhá, có Kia Rio. Gelato thì hiện tại em thêm có số tự động. Anh Ngô Tuyến ơi, Gelato số sàn thì em thêm tạm hết rồi. Gelato em còn số tự động thôi. Forte bản S 2011 này, chiếc này là xe lắp ráp các bác nhé, 2011 là bản full đấy ạ. Có cửa sổ trời. Kia Forte bản S sản xuất năm 2011, số sàn máy 1.6. Sao cứ chốt nhỉ? Chốt cửa 2011 các bác nhé, 298 triệu này, Kia Forte bản S. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ đấy ạ. Khách hàng và đông đông thì em thêm sẽ báo giá nhé. Hatchback hiện tại em thêm có i10 số tự động. i10 số tự động và có i10 số sàn 2017 và Toyota Wingo. Đấy là những cái bản số sàn hatchback. Những cái dòng Kia thì em thêm đang tạm hết. Kia Celato số sàn ấy, đầy cao thì em hết. Hyundai Accent nhập khẩu này, xe siêu đẹp các bác nhé, siêu đẹp luôn. Em chào anh Nguyễn Tuấn Anh. Anh chị Nguyễn Tuấn Anh ơi, Celato số sàn em đang tạm hết anh ơi. Anh Vũ Hoàng ơi, Celato em có 2017 màu trắng, 2019 màu đỏ và 2016 màu đen nhé. Anh hợp phong thủy màu nào ạ? Em thêm đủ màu, trắng đỏ, trắng đỏ đen. Em chào anh AT Đoàn. Anh ơi, anh Đoàn ơi, tầm 200 thì em có Hyundai Venna nhé. Em có Hyundai Venna là 208 triệu này. Chiếc này là xe nhập nhé anh nhé, xe nhập 2010. Xe nhập 2010, số sàn máy 1.4 bản sedan này, nhập khẩu Hàn đấy ạ. Giá là 208 triệu này. Máy móc em thêm cam kết zin và cột kèo zin các bác nhé, keo chỉ cột kèo zin. Đấy, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. Còn 7 chỗ thì em có Hyundai Santa Fe, Xpander, Innova. Em có Santa Fe máy dầu màu đen nhé. Bác nào mà đang quan tâm gầm cao máy dầu thì có thể tham khảo chiếc Hyundai Santa Fe.
đời 2008, số tự động. Ok, Celato màu đen em có 2016 đây ạ. Chiếc này là máy 2.0 các bác nhé. Kia Celato 2016 số tự động máy 2.0. Anh Vũ Hoàng ơi, anh đang xem này, em đang review chiếc này nhá, đăng ký biển Thủ đô Hà Nội. Máy 2.0, keo chỉ cột kéo máy số zin các bác nhé. Keo chỉ cột kéo đều zin và full option. Cái dòng này thì option của nó rất là nhiều và hiện đại luôn. Kia Celato 2016 số tự động máy 1 à, máy 2.0 em xin lỗi. Máy 2.0 full màn hình điều hòa auto cửa sổ trời. Ghế chỉnh điện các bác nhé. Đấy, vô lăng tích hợp rất là nhiều những cái chức năng hiện đại này. Xe order 5,5 vạn. Đài lộ thông minh, táp lô táp ly đẹp, giá là 488 triệu có bao hồ sơ. À, vâng ạ, em chào anh chị Nguyễn Nương, hôm nay nhiều xe đẹp quá. Vâng ạ, nhà em về khá là nhiều những cái mẫu xe đẹp. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị xem kênh fanpage em thêm livestream thì nhớ cho em thêm xin một lượt đăng ký kênh nhé. Quý khách hàng, quý anh chị ấn theo dõi kênh. Cái này thì là điều hòa hai vùng này, có điều hòa vùng trước vùng sau. Vào YouTube thì các bác có thể ấn tìm kênh trang chợ ô tô Lục Lam giúp em thêm nhé, chợ ô tô Lục Lam Bắc Giang đấy ạ. Đấy, Kia Celato màu đen 2016 giá là 488 triệu này. Hôm nay nên thêm livestream muộn chút xíu. Không biết là khách hàng tầm này hay các bác lại đi ngủ hết rồi. Em ghim số điện thoại của nhà em lên đây nhá. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm những cái mẫu xe nào hoặc là mình muốn tư vấn, cần tư vấn thì các bác nhấc máy alo liên hệ trực tiếp cho em thêm hai số hotline trên màn hình. Hai số hotline em ghim trên màn hình đều có thể kết nối Zalo nhé. Các bác alo luôn cho em thêm. Còn các bác nếu như không alo, các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage em thêm đang livestream này. Nhắn tin trực tiếp em thêm sẽ inbox lại. Một chiếc Hyundai i10, chiếc này là xe nhập anh chị nhé, xe nhập. Số tự động máy 1.2. Hyundai i10 nhập khẩu, xe thì bao đẹp và bao zin cho các bác nhé. Nhập khẩu máy 1.2 Hyundai i10. Đi con này gọi là siêu chất rồi, rất là đầm và chắc. Xe nhập ạ, 2016 số tự động máy 1.2 bản đủ nhé. Vô lăng tích hợp, đề lộ thông minh, nao răng đúc này, củ số siêu đẹp luôn. 2016 Hyundai i10. Đấy, đề lộ thông minh, start stop còn rất là mới luôn. Quý khách hàng, quý chị ơi, các bác cho em thêm xin một lượt chia sẻ nhé. Các bác ủng hộ em, các bác xem livestream mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ với. Hôm nay livestream tầm này khách hàng hơi vắng, hơi buồn. Giá là 348 triệu anh chị nhá, 348 triệu Hyundai i10 số tự động. Số tự động máy 1.2 xe nhập 2016. Một chiếc Kia Celato mới về đây ạ. Đây, em review cái chiếc xe mới về cho các bác có thể tham khảo tầm vừa tiền nhé. Kia Celato nhập khẩu số tự động máy 1.6 này, cửa sổ trời đầy lộ thông minh. Trước đây thì phải nói là rất là đẹp luôn. 2010 các bác nhé. Kia Celato sản xuất năm 2010. Số tự động máy 1.6 ạ. Chiếc này màn hình xịn này. Camera 360 các bác nhé. Cam nổi cũng đầy đủ hết, cam hành trình đầy đủ hết. Có một dàn lốp mới, một dàn lốp mới gọi là rất là mới luôn. 328 triệu này. 328 triệu Kia Celato số tự động nhập khẩu 2010. Rất đẹp nha các bác nhé. Nếu mà tầm tiền thì phải nói là rất là đẹp. Xe vừa mới về em thêm review luôn, các bác có thể tham khảo qua xe mới về. Một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu số sàn này. Chiếc này là Accent nhập khẩu 2012 số sàn máy 1.2 các bác, à máy 1.4 em xin lỗi. Máy 1.4 các bác nhá, Hyundai Accent máy 1.4 phân khúc hạng B. Giá là 288 triệu, bán tải em không có ạ. Bán tải em thêm hết. Đấy, 288 triệu Hyundai Accent số sàn xe nhập máy 1.4. Giá thì em thêm có bao gồm hỗ trợ các bác hồ sơ rồi. Chiếc này thì có màn hình các bác nhé, có màn hình, đủ màn hình, có cam lùi nữa luôn. Hyundai Accent nhập khẩu
288 triệu đấy, tầm tiền chưa đến 300. Quý khách hàng, quý anh chị có thể tham khảo chiếc này là số sàn 2012 này. Và một chiếc Kia Forte bản S này 298 triệu 2011. Đấy, rất là nhiều những cái mẫu xe vừa tiền để cho khách hàng có thể tham khảo. Đấy, các bác quan tâm mẫu nào thì nhấc máy alo cho em thêm. Em thêm sẽ báo giá mấy mẫu 7 chỗ nhé. Quý khách hàng, quý anh chị quan tâm 7 chỗ thì alo cho em. Xpander này, Xpander chiếc này là 2019, xe một chủ từ mới, biển cũng khá là đẹp các bác. 23166 này. Số tự động máy 1.5 nhé, Xpander 2019. Số tự động máy 1.5, 498 triệu có bao hồ sơ. Cái dòng này đi rất là tiết kiệm xăng luôn. Máy 1.5 2019 Xpander. Innova em có 2016 này. Innova em có 2016, 468 các bác nhé. Bản E, số sàn máy 2.0. Innova 2013 365 triệu. Số sàn chiếc này cũng là số sàn máy 2.0 bản E, 365. Đều là đăng ký biển thủ đô Hà Nội cả. Xong em thêm sẽ vào đây vay ớt. Thì bác nào quan tâm vay ớt, số sàn em có 2017 đấy ạ. Vay ớt số sàn em có 2017 các bác nhé. Vay ớt E 2017, máy 1.5, đăng ký biển thủ đô Hà Nội, màu vàng cát. Xe thì cũng phải nói là khá là đẹp. Và một cái là cam kết cho các bác là xe nhà em chuẩn nhé. Máy móc zin, không ngập nước, không thủy kích. Keo chỉ cột kẹo đều còn nguyên zin hết. Có màn hình này, vô lăng phím, còi táp lô, táp ly đều, xe đẹp nhé. Ở trần thì vẫn trần giấy bóng này. 375 triệu ạ. Vay ớt E 2017, số sàn máy 1.5. Anh xây dựng thành công. Khỏe không anh? Hôm qua anh bấm biển rồi nhỉ? Anh Công mua con Vios 2018. 2017 Vios E các bác nhé. Vios E giá là 375, màu vàng cát, đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Các bác mà quan tâm, nếu mà bác nào mà đang hợp màu đen thì em thêm có màu đen 2015 nhé. Vios thì hiện tại em có 2015 số sàn nữa, bản E. 2011 là bản G. Quý khách hàng, quý anh chị xem trên fanpage em thêm có đăng ảnh lên rồi đấy ạ. Kia K3 em có 2016. Kia K3 2016 số tự động máy 1.6 các bác nhé. K3 máy 1.6. Số tự động giá là 488 triệu. À, chiếc này là máy 2.0, em thêm xin lỗi. Kia K3 nó có máy có bản 1.6 và bản 2.0, chiếc này là máy 2.0. Kia K3 máy 2.0 có cửa sổ trời, đài lộ thông minh, vô lăng tích hợp full màn hình luôn. Giá là 488 triệu. 488 triệu các bác nhé, Kia K3. Còn bác nào mà thích Zio tầm vừa tiền, em thêm có Zio 2016. Anh xây dựng thành công, vâng ạ. Giống hệt con 2018 của anh. Màu vàng cát anh. Của anh 2018 nhé, con này 2017. Vâng ạ. Anh bấm đăng đầu năm rồi nhỉ. Đấy. Quý khách hàng, quý chị ơi, hiện tại bây giờ là đang đầu năm ấy, bác nào mà muốn sang tên đổi biển, hỗ trợ rút hồ sơ hoặc sang tên đổi biển, có nhu cầu alo em thêm nhé. Em thêm có hỗ trợ khách hàng về các thủ tục sang tên đổi biển. Nên là quý khách hàng, quý chị mình có nhu cầu thì có thể alo em thêm sẽ hỗ trợ nhé. Alo em thêm sẽ hỗ trợ các bác về các thủ tục. Anh Hải Hồ em chào anh ạ. Bán tải thì em thêm đang tạm hết rồi, Hilux em cũng không có con nào luôn. Mày không ăn quả biển 4953. Vâng ạ. Anh bấm đầu năm hôm qua thằng em hôm qua em thằng em nó bảo biển cũng đẹp đúng không? 50 bao nhiêu anh Công ơi? Qua 49 là đẹp rồi anh, tại vì là cái tuần trước nữa ấy, nó là đầu 49 ấy. Tuần trước nữa đầu 49 rất là nhiều khách hàng lui lại cái tuần này để đợi sang đầu năm. Vừa tiền em có Kia Rio nhập khẩu các bác nhá. Chiếc này là Kia Rio nhập khẩu 2015 số sàn này. Rio nhập khẩu số sàn 2015 máy 1.4 giá là 320 triệu, đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Xe là tôi em thêm có màu trắng đây ạ.
Celato em thêm có màu trắng, chiếc này 2017 máy 1.6 các bác nhé. Kia Celato máy 1.6. Dòng này thì nếu mà các bác nào trẻ thì đi rất là thích vì nó khá là nhiều option. 98A50384 đấy, ok rồi anh. Đấy, nó sang đầu 5 cái nhìn nó đỡ luôn. Kia Celato nhá các bác nhá, Kia Celato 2017 số tự động máy 1.6. Xe chạy 6 vạn 7 này. Vô lăng tích hợp cửa sổ trời đèn lồi thông minh, màn hình điều hòa auto, ghế điện. Còn máy móc thì em thêm cam kết chuẩn zin, bao check bao test nhá, khách hàng có thể check test thoải mái luôn. Khách hàng check test thoải mái luôn, không chuẩn chỉ em thêm hoàn đủ tiền, không trừ phần trăm nào. Không trừ phần trăm nào nên là khách hàng yên tâm. Kia Celato 498 triệu có hỗ trợ banh nhá. Quý khách hàng, quý chị mình thiếu chút thì có thể hỗ trợ banh. Celato em có màu trắng, có màu đỏ, có màu đen. Khách hàng hợp phong thủy màu nào thì có thể là chọn màu đấy. Em chào anh chị Hoàng Dương. Vai ớt G, anh Hoàng Dương ơi, vai ớt G 2011 chiếc đấy giá là 348 anh ạ. Em chia sẻ với khách hàng một chút xíu. Xe nhà em cái chiếc không chỉ chiếc đấy, nói chung chiếc nào nhà em cũng gọi là về cái chất lượng là em cam kết chuẩn cho các bác. Với lại có một điều nhà em thêm là như này, nếu như ấy, khách hàng ở xa nhà em thêm ship đến mà chất lượng không chuẩn, em thêm sẵn sàng hoàn lại tiền cọc cho khách hàng, không trừ nha các bác nhá, không trừ. Đấy là ví dụ do lỗi nhà em thêm. Ví dụ em thêm trước khi xe đi là em thêm cam kết cho các bác xe chuẩn không lỗi, tức là máy móc keo chỉ cột kèo đều zin đúng không ạ? Thủ tục pháp lý nó phải chuẩn chỉ rồi, cái đấy là điều đương nhiên. Nên là nếu mà khi đến nơi không chuẩn thì em thêm sẵn sàng hoàn lại tiền cọc cho các bác. Còn nếu mà xe nó chuẩn thì các bác nhận và thanh toán giúp em thêm. Đấy là khi trước khi xe xuống các bác kiểm tra thoải mái luôn, có thể gọi anh em thợ thuyền thoải mái luôn các bác nhé. Hoặc là xe tại showroom nhà em thêm thì các bác có thể đặt cọc, các bác đi check hãng cũng ok luôn. Check hãng không chuẩn em thêm cũng hoàn lại tiền cọc 100% chứ không phải trừ 5% hay 10%. Đấy là cái quy tắc bán hàng nhà em thêm. Đấy, hoàn lại đủ tiền cho các bác luôn, không trừ. Nếu như chất lượng xe nó không chuẩn. Tiếp nhá, em báo giá tiếp. Ngày kia đăng ký về bảo anh Tuân điện anh nên thanh toán đốt. Ok anh Công ơi. Đăng ký về em alo cho anh nhé. Tiền thì anh cứ dùng đi, không là đăng ký về thì anh mang lên cho em sau. Tiếp ạ. Em chào anh Phong Tiêu. Morning hay i10 tự động 13-14? Morning hả? Morning thì hiện tại tự động em đang hết. Còn i10 tự động thì em có 2016 các bác nhé. i10 tự động em có 2016, chiếc đấy là xe nhập. Kia Solotu 2019 số sàn này. Kia Solotu với lại Kia Rio thì nó thuộc cái phân khúc hạng B, đều là máy 1.4 các bác nhé. Đều là máy 1.4. Còn chiếc Kia Solotu này thì nó là em của Kia Rio, nó ra sau chiếc Kia Rio. Giá là 356 triệu 2019 số sàn máy 1.4 màu đỏ. Xe thì cam kết đẹp cho các bác. 2019 xe chạy 2 vạn rưỡi lốp theo xe còn đẹp luôn, có màn hình này. Vô lăng tích hợp. Đây em review qua cái củ số cho các bác xem cái độ mới của xe nhé. Đấy, củ số này. Hôm nay thứ bảy chắc các bác đi chơi hết rồi sao? Khách hàng hơi vắng, có hơi ít các bác vào xem livestream. Quý khách hàng, quý chị ơi, các bác mà không xem được livestream, các bác xem lại video, quan tâm mẫu nào thì alo nhấc máy cho em thêm nhé. Số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111. Với cả hai số đều có Zalo, quý khách hàng quý chị có thể kết nối Zalo số nào cũng được. Một chiếc Kia Celato 2019 này. Celato 2019 số tự động các bác nhé. Solo tu tự động thì em không có đâu anh Ninh Công Tử ơi. Kia Celato số tự động 2019 này. Chiếc này là máy 1.6 các bác nhé. Xe chạy rất là ít luôn, nói chung xe lướt mới. Và cam kết đẹp zin cho các bác luôn. Có màn hình điều hòa auto, đèn lồi thông minh. Có sạc không dây các bác nhé. Có cruise control, có cân bằng điện tử, cửa sổ trời. 2019 575 triệu, hỗ trợ banh 70% giá trị xe.
xe gọi là siêu mới. Xe chạy đúng 2 vạn luôn, lốp theo xe còn cả dàn. 2019 ạ, Kia Celato. Em chào anh Ngọc Quyền, Phương Nam. Asen 2021 thì em thêm hết rồi các bác ạ. Asen bạn cao đời cao, hiện tại em thêm có 2019 nhá. 2019 số tự động màu đỏ. À, em chào anh Phạm Tuyết, nhiều xe đẹp thế em ơi. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Kia Celato 2019 anh chị nhá, giá là 575 triệu. À, em chào anh Quang Tạ. Mua xe thiếu 100 triệu có trả góp được không bà chú ấy? Có, ok anh. Được anh nhá. Anh thiếu 100 thì anh làm, anh chỉ làm 100 triệu thôi. Còn nếu mà anh thiếu nhiều hơn thì anh làm nhiều hơn, nhưng mà anh thiếu ít thì anh làm ít. Kia Forte bản S là 298 số sàn 2011 các bác nhá. 2011 số sàn máy 1.6 đấy. i10 tự động đời 2016. À, em chào anh Phong Tiêu. À, anh Phong Tiêu với i10 tự động. i10 tự động 2016 máy 1.2 xe nhập. Chiếc này giá là 348 anh nhá. Xe em cam kết đẹp và zin cho anh. Cam kết đẹp chuẩn. Cam kết đẹp và chuẩn zin nhá. Các bác yên tâm rằng là chất lượng xe thì đã có nhà em thêm gọi là uy tín luôn. Ít nhưng chất lượng, anh Tạ Quang Quyết. Vâng ạ, em chào anh ạ. À, nói chung là quý khách hàng, quý anh chị các bác mà bỏ ra vài trăm triệu thì các bác cũng cứ xem cái chất lượng. Vì nhiều khi ạ, nhiều khi các bác những cái mẫu xe nó chỉ chênh nhau tầm 20-30 triệu thôi. Thế nhưng mà thật sự ra nó lại khác nhau khá là nhiều về cái chất lượng xe. Nên là quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác mình đi mua xe thì các bác cứ tham khảo thật kỹ về giá thành cũng như là chất lượng nhé. Tất nhiên là các bác có tiền đi mua, các bác cũng phải đi tham khảo. Và cũng lên đi tham khảo. Lên đi tham khảo cả về giá lẫn như là cái chất lượng xe, để mình có thể là gọi là về mình cân đối xem là nó như thế nào nhé. Đấy, cho nên là nhà em thêm thoải mái. Các bác check tiếp, các bác có thể mang ra hãng check máy này, cắm máy rồi check lỗi này, thoải mái luôn. Anh Nguyễn Thu ơi, Santa Fe em có 2008 nhá. Anh chị Nguyễn Thu nhá. Santa Fe hiện tại em thêm có 2008 máy dầu số tự động. Máy dầu số tự động, xe đẹp lắm luôn nhá. Máy số zin, keo chỉ cột kéo zin. Đấy, anh chị quan tâm alo cho em thêm. Chiếc đấy là màu đen, hoặc là anh chị có thể kéo xuống dưới. À, xe tối nay thì em thêm vừa mang đi rửa rồi. Xe về hôm qua em thêm có đăng lên kênh, có đăng ảnh lên fanpage rồi đấy, các bác có thể vào fanpage kéo xuống xem giúp em nhé. Quý khách hàng, quý chị kéo xuống dưới xem giúp em thêm chiếc Santa Fe máy dầu đấy, xe siêu đẹp. Xe về là em thêm chụp luôn, các bác có thể xem được cái gọi là cái tình trạng chất lượng thực tế luôn, chứ không phải là về mà phải đi spa hay là phải gì thì mới gì đâu, em thêm review luôn. Bẩn nhưng chất các bác ạ, bẩn nhưng chất, và gọi là coi như là mọc đi. Đấy, chiếc Santa Fe, Hyundai Santa Fe đấy, 2008 máy dầu. Tiếp tục em thêm báo giá nhé. Zango anh ước chương rồi, em không còn. Nói chung bán tải hiện tại thì em thêm không còn chiếc nào luôn. Em thêm có 7 chỗ thôi. 7 chỗ gầm cao thì em có Innova, có Xpander và Santa Fe nhé. Anh Nguyễn Sơn, Asen chiếc này là 2019, bản tiêu chuẩn số tự động nhé. Số tự động máy 1.4. Hyundai Asen số tự động máy 1.4. Xe chạy hơn 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp nhé. Lốp theo xe còn cả dàn luôn. Giá là 465 triệu Hyundai Accent bản tiêu chuẩn. 465 triệu, xe siêu lướt và siêu đẹp. 2019 ạ. Atit hiện tại em có 2010 số tự động nhé. 2010 số tự động máy 2.0 màu đen, và một chiếc 2008 này. Nếu mà tầm ít tiền đi chất lượng thì các bác cũng có thể tham khảo chiếc Atit 2008 này. Atit 2008 số sàn máy 1.8 bản G, đăng ký biển thủ đô Hà Nội, giá là 275 triệu. Còn hatchback thì em thêm có Wingo 2020. Kia Morning số sàn thì em thêm đang tạm hết nhé. Wingo 2020 xe chạy 2 vạn, lốp theo xe còn đẹp, rất là mới, xe nhập khẩu các bác nhé. Chiếc này là của Toyota, Toyota 2020, Toyota Wingo. Số sàn xe nhập máy 1.2, 298 triệu thôi ạ. Đăng ký biển Bắc Linh. Đấy, các bác nhìn mới chưa ạ? Mới và chuẩn zin nhá các bác nhá, zin luôn.
cam kết zin và cũng thoải mái check test về chất lượng xe. $298 triệu Toyota Wingo 2020, có màn hình, có cam hành trình luôn các bác ạ, đầy đủ. Một chiếc Kia Rio nhập khẩu 2016 này, Kia Rio nhập khẩu số tự động máy 1.4 các bác nhé, nhập khẩu số tự động 2016, giá là 388 triệu. Tất cả xe nhà em đem có cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Hôm nay nhà em về cũng vài mẫu xe mới, nên là quý khách hàng, quý anh chị thoải mái lựa chọn với cái tầm phân khúc tiền khác nhau. Morning số sàn em đang tạm hết, em còn i10 thôi nhá, các bác tham khảo i10 giúp em thêm. Một chiếc Honda Civic 2007 này, chiếc này siêu đẹp luôn. Bác khách hàng đặt cọc, nói chung là riêng chiếc này về đi chất thôi rồi. Chất thôi rồi, tầm vừa tiền. Honda Civic số tự động em thêm có 2007 này. Chiếc này số tự động máy 2.0 nhé, 275 triệu thôi ạ. 275 triệu có cửa sổ trời rồi. Đồ đồ nội thất rất là đẹp, xe và đẹp. Xe chốt em thêm, nhà em thêm đỗ nó hơi chật cho nên là mấy bác thợ lái xe là cứ đỗ và bấm chốt luôn. Nhiều khi livestream là không có mở được cái nội thất. Nhiều mẫu xe mới lắm, đây em thêm đang mua xe ở ngoài, em thêm ra ngoài review chút nhé. Đấy, các bác quan tâm mẫu nào thì alo cho em. Quý khách hàng, quý chị ơi, số điện thoại và Zalo em thêm ghim trên màn hình nhé. Em thêm ghim trên màn hình, quý khách hàng, quý chị mà quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em thêm hai cái số hotline chính đấy nhé. Hai số hotline chính em ghim trên màn hình 0987271796 hoặc 0888666111. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đấy, các bác có thể, nếu mà mình ở xa thì các bác có thể alo cho em thêm, gửi định vị cho các bác dễ tìm kiếm nhất. Đấy, Ascent là 288 nhé. Bác nào quan tâm Ascent số sàn 2012 thì alo cho em này. Nhiều lắm, nhiều mẫu xe lắm, nhà em về xe mới liên tục luôn, nên là các bác cứ thoải mái gọi là lựa chọn, tiền cũng tầm tiền khác nhau luôn. Vòng nước anh. Em thêm xin phép nghỉ livestream đây. Quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu gì thì alo cho em nhé, hoặc đến xem xe trực tiếp tại showroom nhà em, chợ ô tô Lục Nam Bắc Giang, thẳng đường quốc lộ 31 luôn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng, quý anh chị ạ. Cho em thêm gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới toàn thể quý khách hàng, quý anh chị đã luôn đồng hành cũng như là ủng hộ và gọi là theo dõi kênh fanpage của em thêm. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng, quý anh chị nhé.